Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam có hơn 1,3 triệu trẻ khuyết tật, tập trung ở 4 dạng tật: khuyết tật vận động, trí tuệ, khiếm thính và khiếm thị. Theo số liệu của Cục Tổng điều tra dân số năm 2009, chỉ 66,5% trẻ khuyết tật từ 6 đến 10 tuổi được đi học tiểu học, trong khi tỷ lệ toàn quốc là 97%. Ngay cả đối với các em được đi học, rất nhiều em trẻ khuyết tật bị đúp nhiều năm dẫn tới bỏ học. Không được giáo dục đồng nghĩa với việc khó có cơ hội việc làm. Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc năm 2011, ở các thành phố, khả năng thất nghiệp của người khuyết tật gấp 4 lần người không bị khuyết tật. Quyền được giáo dục là quyền lợi chính đáng của tất cả trẻ em và hơn 1,3 triệu trẻ khuyết tật Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ. Từ những năm 90 thì chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ, tạo bình đẳng và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật. Hơn 20 năm đã qua, hoạt động giảng dạy trẻ khuyết tật ngày càng có những thay đổi tích cực với tỷ lệ trẻ khuyết tật tới trường ngày càng được tăng cao. Tuy nhiên thì vẫn còn đó những nỗi lo, những nỗi băn khoăn của những bậc phụ huynh, của thầy cô giáo và của chính trẻ khuyết tật trong việc lựa chọn môi trường và phương thức giáo dục phù hợp. Vậy thì đâu sẽ là phương thức giáo dục để có thể giúp trẻ có cơ hội và có khả năng phát triển như những đứa trẻ bình thường khác? Đó sẽ là nội dung chính trong chương trình Chất lượng cuộc sống tuần này. Cũng đi tìm trường, đi tìm lớp, đi tìm cô giáo cho Châu thì mình cũng đăng lên trên Internet và mình cũng vào những cái trang web trẻ thơ, cũng có những cái bà mẹ tâm sự vì người ngại cho con tiếp xúc hoặc là sợ rằng là con mình nó sẽ bị trêu chọc. Nhưng mà bản thân mình thì mình nghĩ nếu như mà mình cứ để cho nó ở nhà mà để cho nó trong cái thế giới của nó thì nó sẽ không biết cái gì cả. Gia đình cũng đang rất là lăn tăn vấn đề là học con sẽ học ở đâu ạ? Học chuyên biệt thì con cũng hơi thiệt thòi một chút vì con cũng có khả năng nghe rất là tốt. Thế nhưng mà nếu mà học hòa nhập hẳn các bạn bình thường thì tôi nghĩ là con tôi cũng chưa đủ khả năng để tự tin để học hòa nhập. Có chứ, lo lắng nhiều, nhưng mà không biết là sau này con mình nói chuyện với mình như thế nào, rồi là cách ăn uống, rồi cách đi học, rồi các bạn bè, nói chung là mình trong đầu mình không nghĩ ra được cái gì cả. Trước khi cho con đi học thì gia đình cũng đã có tìm hiểu và xem là nên cho con đi học ở trường nào. Thế nhưng mà cho học hòa nhập thì cũng hơi khó. Thế nên là gia đình nghĩ là cho vào trường khuyết tật thì sẽ gọi là các thầy cô ở trong trường sẽ quan tâm được hơn. Con bước vào tuổi đi học là giai đoạn mà cha mẹ rất là lo lắng, bởi vì những năm học đầu đời thì sẽ ảnh hưởng đến việc nhận thức cũng như là sự phát triển sau này của con trẻ. Đó chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng với bất kỳ cha mẹ nào, đặc biệt là những cha mẹ có con là trẻ khuyết tật. Gia đình chị Nguyễn Hà và bé Thanh Châu. Châu năm nay 13 tuổi, mắc hội chứng Đao. Hiện nay em đang học ở trường tiểu học Nhân Chính, Hà Nội. Để tìm được ngôi trường phù hợp với con là một hành trình dài đầy khó khăn và không ít băn khoăn của mẹ. Rất là vất vả. Đầu tiên thì cháu có xin vào được ở trường theo như kiểu như là học hòa nhập, là ở đấy thực sự mà nói thì nó không có tìm thấy niềm vui. Vì nó cứ ngồi một chỗ hoặc xong rồi các cô giáo bắt nó đọc viết. Giống như là trẻ bình thường thì trẻ này không thể làm như thế được. Thế thì mình cũng đi tìm khắp ở Hà Nội thì mình cũng biết. Có những cái trung tâm thì cũng rất là tốt, nhưng mà ở đấy thì học phí rất là cao. Mình cũng đã thử cho cháu ra trường Nhật Tân để học hòa nhập. Nhưng mà bản thân mà khi đấy cháu đi được đúng một tuần ấy, thì cô giáo lại gọi mình lên nói là thôi chị phải tìm cái lớp khác cho cháu. Chứ bây giờ nó cũng không học được. Xong mình cũng đi hỏi khắp ở các nơi ấy, thì người ta cũng chỉ dạy gọi là dạy can thiệp thôi. Chứ còn mình muốn là nó phải có một trường lớp cho cháu nó học đúng như bình thường ấy, thì mình không tìm thấy. Nhưng mà cuối cùng thì đến cái cách đây 2 năm thì mình rất may là mình tìm được cái trường Nhân Chính, tức là trường đấy là trường Câm Điếc. Mặc dù là trường Câm Điếc nhưng mà mình đến thì nói chuyện thì các cô giáo cũng bảo là các cô giáo cũng nhận. Bởi vì là ở đấy hiện nay cũng có 2-3 trẻ tự kỷ gì đấy, cũng có mấy trẻ Đao, tức là các cô giáo cũng muốn là phát triển thêm. Đối với những lớp chuyên biệt nhưng đa dạng tật như lớp của Châu, hai giáo viên sẽ cùng đứng lớp để hỗ trợ học sinh. Các em có một cái đặc điểm là thứ nhất là chậm, rất là chậm, đấy, lâu nhớ. Nếu mà giáo viên mà không kiên trì được ấy, thì coi như là thất bại, nhưng mà cứ kiên trì mỗi ngày một tí thôi. Tôi lấy ví dụ như là trẻ Châu này thì có một cái đặc điểm là thích nghe kể chuyện, thích được ôm ấp,
rồi thì thích được nghe những cái lời nói rất là ngọt ngào, yêu thương và vuốt ve giống như là trẻ nhỏ. Thì tự nhiên là các em tự thấy tin tưởng vào mình và các em mới có thể dạy được các em. Cái tay chân của các em, cái kỹ năng vận động của các em là rất là yếu. Cho nên là ví dụ như là muốn để cho các em viết được thì cũng là một cái khó khăn. Thế thì mỗi ngày đầu tiên là cũng phải cầm tay, rồi nắn từng nét một, rồi cho các em tập thể dục, ví dụ như là thể dục tay đấy, hoặc là ra chơi này đấy, ví dụ múa thì cho các em nhảy thêm lên để cho những cái hoạt động về cái thể chất của các em ấy nó khá lên một chút thì các em biết được. Tuy không phải là ngôi trường chuyên biệt dành cho trẻ mắc hội chứng Down, nhưng Châu lại tìm được niềm vui và sự hứng thú trong học tập. Với chị Hà, đó là điều quan trọng nhất. Những ngôi trường chuyên biệt luôn mang đến cảm giác an tâm cho các vị phụ huynh, vì các bạn trong lớp đồng cảnh và có sự quan tâm đặc biệt dành cho trẻ của các thầy cô giáo. Trong trường chuyên biệt, thầy cô là nhân tố quan trọng tạo hứng thú học tập cho trẻ. Đó cũng chính là cầu nối giao tiếp quan trọng giúp trẻ tự tin, mở rộng các mối quan hệ. Đưa ra những cái hình ảnh mà gần gũi với các em, chúng tôi gợi mở để cho các em có thể tự khám phá những cái bài học của mình. Và các em rất ngại khi phải giao tiếp, nên ở trên lớp chúng tôi thường tạo điều kiện cho các em là trao đổi bài, hay là chúng học theo một nhóm để các em có khả năng trao đổi bài với nhau, có khả năng giao tiếp với nhau. Thế nhưng lo lắng về khả năng hòa nhập sau này của trẻ khiến cho không ít bậc phụ huynh lại đưa ra thêm lựa chọn mới. Chị Huệ, thành phố Thái Nguyên, có con gái 4 tuổi bị điếc sâu độ 4. Thay vì cho con đi học trường chuyên biệt, chị lựa chọn kết hợp hai môi trường, giáo dục chuyên biệt và hòa nhập cho con. Thực ra thì tôi khi cho con tham gia cái lớp mầm non công lập của Bộ Giáo dục ấy là để cho con có cái tính tự lập và hòa đồng với các bạn. Khi con học ở trường chuyên biệt giáo dục đặc biệt ấy, can thiệp sớm ấy, thì con có cái sự phát triển ngôn ngữ riêng của con. Nó cũng rất là tốt. Tuy rằng thì, nếu như kể để mà một đứa bé 4 tuổi mà phải học hai trường trong một thời điểm thì nó cũng hơi là vất vả với con. Nhưng mà tôi cảm thấy con có thể tự tin hơn khi không phải mặc cảm mà mình có một cái khiếm khuyết gì đấy. Công việc bận rộn nhưng chị Huệ vẫn luôn dành phần lớn thời gian để giúp con học. Chị học thêm ngôn ngữ ký hiệu để hai mẹ con trao đổi dễ dàng hơn. Chị luôn mong con có cơ hội được phát triển như bất kỳ đứa trẻ cùng lứa, mặc dù chị biết những khó khăn mà con gặp phải ở trường. Tầm 2 tuổi thì con học với các bạn rất là bình thường, nhưng khi đến 3 tuổi và đến thời điểm này là 4 tuổi thì con cũng có một cái khoảng cách nhất định với các bạn. Những hoạt động tập thể thì khi nào mà được can thiệp của cô giáo thì con có chơi cùng được, nhưng khi mà gọi là hoạt động tập thể các con tự sáng tạo ấy, là con lại hay sáng tạo một mình. Đến thời điểm này là các bạn 4 tuổi là các bạn gần như là đã nói hoàn toàn, con cũng hơi bị cách biệt một chút, con cũng nhát hơn các bạn. Nhưng mà mẹ muốn là khi tham gia vào môi trường đấy thì con có thể mạnh dạn hơn, nên mẹ vẫn động, gọi là động viên con để đi học. Nhưng mà con vẫn muốn học trường chuyên biệt hơn. Mong muốn của cha mẹ là con được giống như bất kỳ đứa trẻ nào, được hòa nhập, được đến lớp, được đi học, được cô giáo quan tâm, năng lực học tập ngày càng đi lên. Giáo dục hòa nhập vì thế mà ngày càng được phụ huynh trẻ khuyết tật ưa chuộng và hướng đến. Xu hướng giáo dục hiện đại là phương thức giáo dục hòa nhập. Giáo dục hòa nhập giúp trẻ khuyết tật tăng cường giao lưu và tiếp cận cùng các bạn khác, hướng tới hòa nhập với cộng đồng sau này. Giáo dục hòa nhập đã được thí điểm ở Việt Nam từ ngay những năm 1991. Chúng ta đã hơn 20 năm thực hiện giáo dục hòa nhập. Nó tạo được cái sự bình đẳng cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập, được phát triển những cái kỹ năng của trẻ và được tạo cơ hội để sau này trẻ hòa nhập vào cộng đồng và trở thành những người có ích cho xã hội, và chúng ta giảm bớt cái vơi đi cái nỗi đau và giảm bớt cái sự tự ti mặc cảm của trẻ. Giáo dục chuyên biệt nó cũng đóng cái vai trò lịch sử của nó, nhưng mà nó cũng có những cái rào cản trong việc thực hiện cái bình đẳng trong giáo dục. Và tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cũng tùy vào một mức độ tật của từng em, chứ không thể chúng ta không thể là đưa hòa nhập ngay được. Và tùy mức độ tật, nếu những cái dạng tật nặng thì cũng phải có một thời gian các em phải được học chuyên biệt để các em được cung cấp thêm những cái kiến thức kỹ năng và phải đáp ứng những cái nhu cầu đặc biệt của các em trước khi các em hòa nhập. Bởi vì vậy chúng ta hiện nay nói như thế còn thì nghĩa là bài móc chúng ta đã hòa nhập tất cả. Năm 2007, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam xây dựng chiến lược và kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật giai đoạn 2007-2010 và tầm nhìn 2015. Năm 2010,
luật về người khuyết tật được ban hành, một lần nữa khẳng định cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc cung cấp cơ hội giáo dục cho toàn xã hội. Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003-2015 đảm bảo tất cả trẻ em có khả năng tiếp xúc với tối thiểu là giáo dục tiểu học. Năm 2013, thông tin liên tịch số 42 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Tài chính quy định một số điểm nổi bật như học sinh khuyết tật được nhập học ở độ tuổi lớn hơn tùy theo dạng tật, mức độ tật. Nội dung và phương pháp giảng dạy được điều chỉnh phù hợp với mức độ tật của trẻ. Mỗi dạng tật thì có kế hoạch giáo dục riêng để phù hợp với dạng tật của trẻ. Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đặt ra mục tiêu 70% trẻ khuyết tật có khả năng tiếp cận giáo dục được đến trường, thì hiện nay năm 2015, Việt Nam có khoảng 60% trẻ khuyết tật có khả năng tiếp cận giáo dục đã được đến trường. Mục tiêu hướng tới xây dựng nền giáo dục có chất lượng, bình đẳng và thân thiện. Hơn 20 năm qua, bên cạnh những nỗ lực của chính phủ là sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong việc nâng cao giáo dục trẻ khuyết tật. Dự án hỗ trợ trẻ điếc trước tuổi đến trường là một trong số đó. Dự án do Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Quan tâm Thế giới Hoa Kỳ thực hiện. Chị Nguyễn Thị Bích Hải, giáo viên trường giáo dục và hỗ trợ trẻ thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, một trong những tình nguyện viên của dự án. Trước đây, khi dự án còn triển khai hỗ trợ dạy ngôn ngữ ký hiệu tại nhà cho trẻ điếc, chị tham gia là phiên dịch viên giữa người điếc và gia đình trẻ. Hiện giờ, dù dự án đã kết thúc hoạt động, chị vẫn thường xuyên ghé thăm các gia đình có trẻ điếc để hỗ trợ cho phụ huynh của trẻ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Trẻ nào cũng thế, học thì giáo viên chỉ là người hướng dẫn thôi. Chứ còn hoàn toàn cái nhận thức mà trẻ phát triển được hay không thì là ở những người xung quanh, bản thân bố mẹ và ông bà và những người thân trong gia đình. Thì là bởi vì là cha mẹ và những người thân trong gia đình là những người gần gũi nhất với trẻ, thì giao tiếp hàng ngày với trẻ từ những trong cuộc sống ăn rồi ngủ rồi chơi và những cái hoạt động khác. Thì khi giáo viên mà hướng dẫn cho phụ huynh học ngôn ngữ ký hiệu thì phụ huynh có cơ hội được học và được giao tiếp với trẻ, thì trẻ phát triển một cách nó thuận lợi và tốt nhất. Mới đầu thì gia đình cũng không đồng ý được học ở đấy, bởi vì như bố của con bảo ấy thì là bảo là học ở đấy thì sợ là sau này ký hiệu thì mình học cũng khó ấy. Đi học ở đấy cũng tốt, vậy được đi tham dự các buổi hội thảo của các cô ấy, cũng hiểu ra nhiều cái, thấy cũng hay. Bảo cũng tiếp thu cũng tốt, bố mẹ thì hiểu được những cái đơn giản ấy, rồi về nói chuyện với con hiểu bố mẹ hiểu con hơn. Trước ấy, tức là bạn bè ở xóm ấy, nó không chơi cùng đâu, nó cứ một mình nó chơi, không tươi cười, nó không hòa nhập. Từ khi đi học cái trường đấy, mấy các cô dạy thì đến lớp học các bạn về nhà, ví dụ đi vào nhà bà ngoại chơi, có các chị con nhà bác ấy, thì bảo hòa nhập hơn này, chơi đùa các chị, các trò chơi là bảo cùng chơi cùng. Cha mẹ không có mang con đến trường sớm, tức là khi biết con bị điếc thì đem đi chữa trị khắp nơi. Thế vì vậy cho nên là trẻ điếc thì thường được phát hiện khi mà 3 tuổi, rất là muộn, khi mà 3 tuổi hay là đưa đến trường lúc mà trẻ đã 7-8 tuổi rồi. Trẻ ấy thì cần được học ngay từ lúc sinh ra về những cái việc là giao tiếp. Vì trẻ khi mà tiếp thu ngôn ngữ thì nó mới có thể biểu đạt được ngôn ngữ, tiếp cận càng sớm càng tốt để trẻ có thể được tiếp thu, hiểu được những cái khái niệm của những vấn đề, những từ để mà trẻ có thể được học chữ hay là được học những cái khái niệm sớm để phát triển về tư duy và nhận thức và để sẵn sàng cho đi học, sẵn sàng cho tuổi đến trường. Triển khai tại 4 địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Thái Nguyên, dự án đã hỗ trợ hơn 200 trẻ điếc dưới 6 tuổi được học ngôn ngữ ký hiệu tại nhà, can thiệp sớm và phát hiện những khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, giúp trẻ điếc có nhiều cơ hội và tự tin bước vào môi trường học tập sau này. Giáo dục hòa nhập là cách giảm kỳ thị và xây dựng bình đẳng trong giáo dục đối với trẻ khuyết tật. Mặc dù là còn nhiều khó khăn nhưng mà hơn 15 năm nay, trường phổ thông cơ sở xã Đàn, trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính đã đưa giáo dục hòa nhập đến với trẻ khuyết tật. Lớp 5A, khối hòa nhập trường phổ thông cơ sở xã Đàn. Nguyễn Hương Trà, một trong những học sinh khiếm thính đang học hòa nhập tại lớp. Đồng hành cùng em mỗi giờ truy bài là Thư, người bạn cùng tiến từ năm lớp 2 tới giờ. Khi mà mình nhận lớp ấy,
thì là mình đã phải tìm hiểu xem là trong lớp mình có những đối tượng học sinh như thế nào. Về cái mức độ mà các bạn khuyết tật đó mình phải chia nhóm. Và cái quan trọng nhất là mình phải xây dựng đôi bạn cùng tiến. Cùng bài với bạn đeo máy sẽ là những bạn học tốt, cho nên là bài sẽ nhanh hơn. Và xong bài thì bao giờ các bạn cũng thành một thói quen là các bạn quay sang giúp bạn của mình. Và giúp có nghĩa là giúp, nếu như bạn khó khăn thì mình giúp chứ không phải là làm hộ. Và mình thấy là được sự quan tâm của cô giáo và nhất là các bạn thì sau một thời gian những cái bạn đeo máy thì các con tiến bộ rất là nhiều. Đối với các con học sinh bình thường rất là yêu quý các bạn khuyết tật và không có cái sự phân biệt. Còn những các bạn khuyết tật thì học hỏi được các bạn rất nhiều và tự các bạn cũng hòa nhập được và không bị tách mình ra khỏi tập thể. Rất thích các bạn, các bạn rất thích vui vẻ. Các bạn ý hơi mất tập trung một tí. Bạn ý có bài khó thì con sẽ hướng dẫn cho các bạn ý. Và nếu các bạn ý không hiểu thì con sẽ hướng dẫn lại lần nữa. Con học ở trường này từ năm lớp 5 tuổi và khi học chung với các bạn khiếm thính, con thấy rất là vui vì giúp được các bạn ý ạ. Ở nhà con cũng thường hay dùng ngôn ngữ ký hiệu với anh trai lên. Con nói chuyện với các bạn ở đây bằng ngôn ngữ ký hiệu cũng thấy dễ hơn ạ. Ngay từ nhỏ các bạn đã sống trong môi trường có các bạn khuyết tật hòa nhập và các bạn ý thức được rằng là bạn thiệt thòi hơn mình thì mình có trách nhiệm giúp đỡ và dần dần nó nảy sinh cái tình yêu thương, cái tấm lòng nhân hậu và tự các con đến giờ phút này con đã lớp 5 như lớp của mình rồi là các bạn rất thương yêu nhau và hầu như không có sự phân biệt đối xử. Cùng nhau học, cùng nhau tham gia các hoạt động văn nghệ. Một số bạn không khuyết tật còn có khả năng trao đổi cùng với các bạn kiến thính hòa nhập bằng ngôn ngữ ký hiệu nếu bạn chưa hiểu được hết lời cô nói. Trường phổ thông cơ sở xã Đàn hơn 20 năm là trường chuyên biệt dành riêng cho trẻ khiếm thính. Từ năm 1998, các lớp học hòa nhập dành cho trẻ khiếm thính và trẻ không khuyết tật đi vào hoạt động. Giáo dục hòa nhập được xây dựng từ các lớp mầm non tới tiểu học và trung học cơ sở, ngày càng phát triển song hành cùng giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ điếc tại trường. Mình phải hiểu rằng bình đẳng không có nghĩa là cào bằng. Giáo dục hòa nhập tạo cơ hội cho học sinh được đi học như các bạn bình thường. Hai là tạo mọi cơ hội để cái trẻ khuyết tật ấy phát huy cái thế mạnh mình có, chứ không phải nhắm sâu vào cái khuyết tật của em đó. Các em được làm quen với nhau ngay từ lúc còn rất nhỏ cho đến lúc lớn. Và chính vì thế mà rất nhiều em đã thuộc được tâm tính của nhau, đã hiểu được nhau, cho nên hỗ trợ được nhau trong sinh hoạt, trong học tập hàng ngày. Mặc dù là chúng tôi không đưa các em ở dạng khuyết tật nặng vào các lớp hòa nhập, nhưng trong một môi trường như thế này thì ở một không gian rộng, các em vẫn cảm thấy là mình được hòa nhập cùng với hàng trăm em học sinh của cả trường. Và đó là môi trường giáo dục của cả trường chứ không phải là của riêng từng lớp. Các em còn được tham gia tất cả các hoạt động khác giống như các bạn học sinh bình thường. Và chính vì thế mà quyền lợi học tập, quyền lợi vui chơi, quyền lợi tham gia tất cả các hoạt động khác của các em vẫn được đảm bảo như học sinh bình thường. Giờ chào cờ của trường phổ thông cơ sở xã Đàn, tất cả học sinh khối chuyên biệt và hòa nhập cùng tập trung dưới sân trường này, cùng nhau hát quốc ca theo ngôn ngữ của mình. Bình đẳng trong giáo dục có lẽ không phải tìm đâu xa. Giáo dục bình đẳng giúp trẻ khuyết tật được thể hiện rõ năng lực của bản thân mình. Cánh cửa tri thức không chỉ dừng lại ở cấp học phổ thông hay đại học, nó đang được mở rộng ra với những ước mơ được du học ở chân trời mới. Chưa bao giờ cơ hội học tập, lựa chọn môi trường, phương thức học tập lại đa dạng như hiện nay. Các trường quốc tế có mặt tại Việt Nam, các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài, các chương trình học bổng liên tục được triển khai. Được học trong môi trường giáo dục tiên tiến là mơ ước của tất cả mọi người. Đấy là mơ ước của tất cả những học sinh, mở ra cho mình cánh cửa không chỉ là tri thức hàn lâm về khoa học mà còn là tri thức trải nghiệm cuộc sống. Đào Thu Hương bị mất hoàn toàn thị lực khi lên 10 tuổi, 8 năm học ở trường Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thị tại Hà Nội, Hương luôn đạt thành tích dẫn đầu. Bằng những kiến thức được trang bị tại trường Nguyễn Đình Chiểu, Hương tự tin mình có thể hòa nhập. Hương quyết định chuyển sang ngôi trường dành cho người không khuyết tật. Vượt qua những khó khăn, Hương trở thành niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Năm 2008, Microsoft vinh danh Hương là anh hùng thầm lặng. Đào Thu Hương còn là một trong hai đại biểu của Việt Nam tham dự khóa học Người khuyết tật bình đẳng giới và sự phát triển tại Thái Lan và là đại biểu duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị Những khó khăn chung của người khuyết tật trẻ trên thế giới tại Hàn Quốc.
Tháng 8 năm 2010, Hương được lựa chọn là một trong 120 gương mặt thủ khoa xuất sắc của Hà Nội được vinh danh. Hương mơ ước được du học nước ngoài và trở thành nhà hoạt động xã hội. Năm 2014, Hương đã giành được học bổng của chính phủ Úc. Because Vietnamese people value education, so do người Việt Nam xem trọng việc học tập. Chính vì thế, mọi gia đình đều đầu tư cho học tập. Vì thế, khi ở Việt Nam, tôi gặp những học sinh, họ gặp những rào cản, nhưng họ luôn tìm cách để vượt qua. Họ xuất sắc vượt qua các cấp học 1, 2, 3, rồi đại học. Chúng tôi có chương trình khuyết tật tại Việt Nam. Sau khi học xong đại học, có thể xin được học bổng để học cao học, để vào các vị trí nghiên cứu hay giảng viên. Chúng tôi có ngành học ưu tiên dành cho người khuyết tật, khoa học, xã hội, cộng đồng. Nếu những người khuyết tật học những ngành này, thì họ có thể giúp đỡ những người khuyết tật khác, trở thành hình mẫu cho người khuyết tật khác, cho họ thấy rằng người khuyết tật có thể đạt được thành công trong cuộc sống, tạo ra nguồn cảm hứng cho những người khuyết tật khác và cả cho những người không khuyết tật. Giấc mơ du học không còn là một ước mơ xa xôi với một cô gái khiếm thị như Hương hay bất cứ bạn trẻ khuyết tật nào có đam mê và nỗ lực. Rất nhiều người khuyết tật đã thành công bởi họ xác định được con đường họ cần đi và có những người xung quanh dìu dắt họ trưởng thành. Không một phương pháp giáo dục nào có thể coi là chuẩn mực. Điều quan trọng là tối ưu những điểm mạnh để giúp trẻ khuyết tật có được hưởng những quyền lợi chính đáng thuộc về mình và được học tập trong môi trường mà mình yêu thích. Chương trình Chân dung cuộc sống xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.